Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là thứ tư ngày 28 tháng 6, em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đầu tiên xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái bình lục giác gốm Biên Hòa xưa. Cái bình lục giác gốm Biên Hòa này có chiều cao là 39 cm, tích của nó là phụng ha các anh chị, tích của nó là một con phụng. Đây, bình lục giác rất là to luôn các anh chị, cao 39 cm, số rất là đẹp luôn, thằng tài nhỏ. Tình trạng của nó chỉ bị lỗi lò thôi các anh chị, nào chỗ này là lỗi lò là chứ phải âm nứt gì chứ ha các anh chị, nó bị lỗi lò rồi. Cái này mình cắm bông ngày Tết thì rất là ok luôn. Em xin kinh cho mình các anh chị xem. Đồ già chát ha các anh chị, bình Biên Hòa xưa. Đây, cái bình Biên Hòa này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu bao ship đến các anh chị ha, 1 triệu. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chân đèn Bát Tràng. Hàng này là hàng xuất khẩu châu Âu nha các anh chị, chân đèn Bát Tràng. Đây, cái chân đèn này là hàng cũ tồn kho, có chiều cao gơi vào là 41 cm, chiều cao là 41 cm ha các anh chị. Dòng bụng gơi vào là 44 cm, cao 41, dòng bụng là 44 cm. Đây, hàng này là hàng xuất khẩu ha các anh chị, xuất khẩu sang châu Âu. Một cái chân đèn Bát Tràng, chân đèn gốm Bát Tràng này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000 bao ship đến các anh chị ha, 800k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là 6 cái chén Nhật ha, 6 cái chén Nhật chuẩn xưa. Đây, mộc đỏ hết trơn ha, thấu quang thông đèn, tình trạng là lành đẹp hết trơn ha các anh chị. Đây, 6 cái chén Nhật ha. Nó có không vô bộ đâu, tại vì em mua được 6 cái trong nhà dân, người ta mua bán sao thì em bán vậy ha các anh chị. Cũng chưa thấy vô bộ vậy chứ. Đây. Mà nó mỏng, nói chung là chuẩn Nhật ha các anh chị, chuẩn Nhật xưa, mỏng thấu quang. Đây, rất là đẹp luôn các anh chị. Đây. Tình trạng là lành đẹp ha. 6 cái chén Nhật này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu rưỡi bao ship ha. 6 cái chén ăn cơm, 1 triệu rưỡi bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là hai cái bình bông và một cái nậm rượu ha các anh chị. Đây, một cặp bình bông Biên Hòa và một cái nậm rượu lái thiêu ha các anh chị. Đây. Ba món ha, ba món thì giá nó cũng rất là cao ha các anh chị, 500.000 ha các anh chị. Ba món này 500.000 bao ship đó các anh chị. Cái này là bán thanh lý thôi. Chiều cao cái bình này là 21 cm, cái bình này cao 19 cm và cái nậm này cao 21 cm. Đây, bình này là bình lục giác bông mai. Đây, bình lục giác bông cúc và một cái nậm gia lưu ha, cái nậm cụ gia lưu. Đây, ba món này xin giao lưu nhanh đến các anh chị và cô bác với giá là 500k anh hai các anh chị, 500.000 bao ship đến các anh chị và cô bác. Đây, cái này là bán là xả các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác một cái gạt tàn gồng đắp nổi gốm Biên Hòa cũ xưa. Đây, cái này là chủ yếu là mua con gồng thôi là hết tới tiền rồi ha các anh chị. Đây, một con gồng đắp nổi cuồn cuộn luôn, rất là đẹp luôn. Em xin đo kích thước và chiều cao của con gồng này. Đây, cái gạt tàn con gồng này có chiều cao gơi vào là 20 cm, chiều cao 20 cm, đường kính của cái gạt tàn gơi vào là 16 cm. Đây, hàng này chỉ là hàng cũ xưa ha các anh chị, khoảng 20-30 năm đổ lại ha các anh chị. Dưới đây là có cái mộc Biên Hòa, mộc Biên Hòa. Đây, hoặc người ta gọi là hàng lò củi các anh chị. Đây, hàng cũ xưa. Ở trong đây là có mấy cái chấm men xanh đẹp lắm các anh chị, chấm chấm men xanh đây rất là đẹp luôn. Gồng đắp nổi nha, chủ yếu mình mua về ra cái này là cái gì ta, người ta gọi là cái gì mỹ thuật đó. À, thủ công mỹ nghệ, hàng thủ công mỹ nghệ rất là đẹp, nó đắp nổi cuồn cuộn lắm các anh chị ơi. Một cái con thanh long, cái gạt tàn này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu 8 bao ship ha, 1 triệu 8 bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà lái thiêu sơn thủy ha. Đây, tình trạng là lành đẹp 100%, 99% mà các anh chị. Một cái bình lái thiêu xưa, bình này là bình sơn thủy màu. Đây, dung tích là khoảng có một lít nước ha các anh chị. Đây, tình trạng của nó là đẹp hết trơn luôn, đã qua sử dụng ha các anh chị. Đây, bình trà lái thiêu, bình trà lái thiêu này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000 bao ship đến các anh chị ha, 850.000 bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cây đèn bảo ha, em còn sót lại cây đèn bảo ha, một cây đèn bảo còn xài bình thường ha các anh chị. Đây, mở cái này ra, đây mở cái này ra đó, mình đốt đèn ở đây ha các anh chị. Đây, gắn lại, còn cái nắp dầu trong đây. Cái này là bằng sắt ha các anh chị, hàng này hàng Trung Quốc ha, bằng sắt ha các anh chị. Đây, đổ dầu vô đây còn xài bình thường ha các anh chị. Em xin giao lưu cây đèn bảo này với giá là 400.000 bao ship các anh chị ha, 400k bao ship đến các anh chị ha. Đây, xài bình thường. Đây, cái tim đó là các anh chị. Đây, cái này là dặn xuống nè, này dặn xuống nè các anh chị, còn dặn lên đây đó, dặn lên đây nó hơi lâu một tí ha các anh chị. Đó,
400 ngàn bao ship đến anh chị một cây đèn bảo Trung Quốc. Tiếp đến xin lên cho anh chị và cô bác là một bộ tách trà. Đồ này đồ Lý Trần Phước Biển ha. Cái này là vô bộ luôn ha các anh chị. Đây. Vô bộ luôn. Đích sô cô la bao các anh chị chuẩn Lý Trần ha, 7-800 năm. Hàng này hàng Phước Biển. Tình trạng của nó là nói chung là lành đẹp 98%. Đây. Nó có đường chân chim tí thôi. Đây. Một cái chung trà ha, một cái chung trà và một cái dĩa lót. Cái dĩa lót người ta còn họ gọi là cái dĩa đế đô mấy cái chị, dĩa đế đô. Đây. Rất là đẹp luôn. Ở trong đây là có cây liễu. Nói chung tình trạng rất là tốt ha các anh chị. Đây em xin nguyên bộ này, xin đo cái thước và chiều cao ha. Chiều cao của cái chung này thì rơi vào là 4.5, đường kính rơi vào là 9 cm. Còn cái dĩa đô này là chiều cao là 4 cm, đường kính rơi vào là 13 cm. Đây. Cây liễu ha các anh chị. Tiểu liễu. Đây, nguyên một bộ luôn các anh chị. Đó, nguyên một bộ. Nguyên một cái bộ trà chu đậu này xin cho lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2 triệu bao ship đến các anh chị ha. 2 triệu hàng Lý Trần Phước Biển bao các anh chị chuẩn đồ ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình voi ha các anh chị. Em còn duy nhất một cái bình voi này thì em bán xã Thanh Lý ha. Lúc trước em bán là như 850 hay 900 gì đó. Con Phụng là các anh chị. Con Lăng, con này con dao lông rất là to luôn. Đây. Cái bình voi này chiều cao rơi vào là 28 cm. Chiều cao là 28. Dòng bụng rơi vào là 61 cm. Tình hàng này là hàng Bắc Tràng cũ ha các anh chị. Đây. Cái bình voi này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 600 ngàn bao ship ha. 600k bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình lá thư mini. Bình lá thư mini ha. Những cái hàng mini này rất là hiếm ha các anh chị. Đây. Tình trạng là lành đẹp phong thẩm mỹ. Đây. Cái tích là sơn thủy ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Nước men còn rất là khỏe luôn ha các anh chị. Bình mini. Bình bông lá thư mini. Bình bông này có chiều cao rơi vào là 16 cm. Chiều cao 16 cm. Đường kính mạng rơi vào là 7.5 cm. Dòng bụng rơi vào là 29 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 600 ngàn bao ship hay là 600k bao ship. Tiếp đó xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bộ bát điếu. Đây. Một cái bộ bát điếu chữ ha các anh chị. Đây. Nguyên một bộ luôn. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 300 ngàn bao ship ha. 300 ngàn cho cái bộ bát điếu này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị. Ôi trời. Xin lên cho các anh chị là một cái bình bông tàu. Đây một cái bình bông lục giác, hai con đeo hai bên ha các anh chị. Đây, bình bông này là chỉ là hàng cũ xưa thôi các anh chị, không phải là đồ cổ ha. Nhưng mà cái này là vẽ tay. Nhiều anh em là tư duy đồ Nhật là không phải ha. Đồ Nhật là chỉ in hoặc là nửa in nửa vẽ, còn cái này là vẽ hết trơn các anh chị. Đây, thiên hạ thái bình ha các anh chị. Hoặc là người ta gọi là tích tứ văn. Tất cả đều là vẽ tay hết trơn, bình lục giác. Chiều cao thì rơi vào là 33 cm ha các anh chị, chiều cao 33 cm, đường kính miệng rơi vào là 10 cm. Đây. Dòng bụng rơi vào là 40 cm, lục giác ha các anh chị. Đây. Chôn khá là già ha các anh chị. Đồ này tầm khoảng 3-40 năm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu bao ship đến các anh chị ha. 1,2 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình voi tàu xưa. Đây cái bình lông mãng ha các anh chị. Hàng này là hàng là cuối đời Thanh, đầu dân quốc ha các anh chị. Đây. Đồ này chuẩn đồ 20. Bao các anh chị chuẩn xưa ha. Cái chôn của nó là nó bị một cái lỗi, người ta có chám keo AB này lại là các anh chị, cái này là đường keo AB. Bao các anh chị là chuẩn xưa, 7-80 năm trên. Chuẩn đồ 20 ha các anh chị. Đây. Rất là đẹp luôn. Đây. Nước me nó cũng còn bóng lắm nha các anh chị mà tại bụi á. Đây. Cái bình voi này em xin bán giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu tư bao ship ha. 1 triệu tư bao ship. Đây trên đây nó nổi đầu mò luôn nè cái này. Đây, không phải đầu mò. Bụi ha, đây bụi thôi. Đây. Chôn ở đây. 1 triệu tư bao ship đó các anh chị. Bình voi lông mãng đó các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác là hai cái dĩa tàu màu. Đây. Hai cái dĩa tàu màu. Tích là chim hoa hoặc là chữ thọ gì các anh chị. Đây, chim hoa có chữ thọ luôn. Đây hàng này là hàng in nha các anh chị. Hàng Trung Quốc xuất dương. Bao các anh chị là đồ này chuẩn cổ ha, trên 100 năm. Đây trên 100 năm. Tình trạng của nó là nó có bị chân chim đây nè. Cái này chân chim chứ không phải vỏ mảnh nha các anh chị, chân chim. Đây. Cái này thì nó bị vẫy ở đây một tí, bị vẫy ở đây một tí. Xin đo kích thước. Cái dĩa tàu màu này có đường kính là 10 cm.
chiều cao gơ vào là 2 cm. Hai dĩa này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000 bao ship ha. 800k bao ship đó các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái chung Nhật rất là to luôn. Hiếm khi có những cái chung to như thế này ha các anh chị. Một chung Nhật song long, hai mọc đè luôn các anh chị, một xanh và một mọc đỏ đè. Đây, hiếm nha các anh chị, rất là hiếm luôn. Xin đo cái thước và chiều cao. Này là chung Nhật nha các anh chị chứ không phải chung Đà Lạt nha. Chung Nhật này có chiều cao là 4.5 cm. Đường kính miệng gơ vào là 6 cm, 800.000 bao ship. 800k bao ship đến các anh chị và cô bác. Chung Nhật nha. Rất là to luôn. Khấu quan nha các anh chị, khấu quan mạnh luôn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là vài món phụ kiện ha các anh chị. Đây. Đầu tiên xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái mặt ngà. Cái này là ngà voi các anh chị, ngà voi. Cái này là điêu khắc là tượng thằng voi ha các anh chị, thằng voi. Đây chuẩn ngà các anh chị, chuẩn ngà voi. Rất là to, rất là nặng luôn, là mặt dây chuyền. Ở đây là bạc ha các anh chị, cái này là em bọc bạc rồi, đã bọc bạc rồi ha các anh chị. Đây, xin đo cái thước chiều cao của cái mặt dây chuyền chuẩn ngà voi này, rất là to. Nguyên cục thịt rất là to mới điêu khắc được cái tượng ngà voi như thế này. Đây. Chiều cao của cái tượng này rơi vào là 6 cm, ngay là số lọc luôn các anh chị. Chiều cao 6 cm. Đây. Còn chiều ngang rơi vào cũng là 6 cm luôn các anh chị. Chiều ngang cũng là 6 cm luôn. Còn chiều sâu là rơi vào là 2.6 cm. 2.6 cm, rất là to luôn. Tượng thằng voi, bằng ngà voi các anh chị, điêu khắc bằng ngà voi. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 8.5 triệu bao ship. 8.5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Thứ hai là xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là hai cái miếng ngọc bội được chế tác từ là san hô. San hô nha các anh chị, san hô quá thạch, một cái màu đỏ và một cái màu vàng hoàng đế. Này là san hô quá thạch nha các anh chị. Đây, cái này là ngọc bội nha các anh chị. Hai cái miếng ngọc này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 900.000 bao ship. 900.000 cho hai cái miếng ngọc này ha, được chế tác bằng từ san hô quá thạch. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái găng voi, là mặt dây chuyền hoặc là móc khóa găng voi ha các anh chị. Đây, cái này găng con voi. Nhiều người là tư vi à, không phải. Găng, tại vì nhiều người là tư duy là găng voi ma mút, nhưng mà cái này là em chỉ là tư duy là voi là voi rừng thôi các anh chị. Voi châu Á mình. Đây, cái găng voi này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship ha. 500k bao ship, cái này lại mua đã 400 này nè. Tiếp đến xin lên cho các anh chị làm cái nanh heo. Đây, đặt là 90 mấy % luôn, đặt là 90%. Đây. Nó đặt lắm ha các anh chị. Đây, heo gần ha các anh chị. Đây. Một cái nanh đặt như thế này là các anh chị kiếm rất là khó luôn. Cái này mà các anh chị về làm mặt dây chuyền bọc vàng hoặc là làm móc chìa khóa là rất là đẳng cấp luôn các anh chị. Đây. Cái nanh heo này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu bao ship ha. 1 triệu bao ship cho cái nanh heo đặc này. Đây, tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái dĩa ha các anh chị, một cái dĩa Nhật chuẩn cổ, một cái dĩa Nhật, dĩa vàng chuẩn cổ. Đẹp lắm các anh chị ơi. Cái dĩa này rất là VIP không? Cái dĩa này có chiều cao rơi vào là 6 cm, chiều ngang như thế này là rơi vào 15 cm, còn chiều sâu rơi vào là 9 cm. Đây. Rất là đẹp luôn. Dĩa Nhật vẽ vàng bao các anh chị, hàng này là hàng độc và đẹp chuẩn cổ ha. Đây, dưới đây là có một là mát in sấy nọt, có nghĩa là hàng Trung Quốc xuất Nhật ha các anh chị. Đây, 3-4 mọc luôn ha, chuẩn cổ ha các anh chị. Đây, cái dĩa Nhật bồng này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1.2 triệu bao ship. Đây, 1.2 triệu bao ship. Tiếp đó, tiếp đó nè, đây một cái ly gót ha, một cái ly gót châu Âu. Đây phải châu Âu ta. Cái này ly Nhật các anh chị ơi, cái này ly Nhật. Một cái ly gót sữa, hàng này hàng Nhật chuẩn cổ ha các chị. Hàng này là hàng Nhật chuẩn cổ. Đây. Cái ly gót này em xin đo kích thước và chiều cao. Cái này cũng là vẽ vàng ha các anh chị. Chiều cao của cái ly gót này có chiều cao rơi vào là 10 cm. Đường kính miệng thì rơi vào là khoảng có 8 cm. Dòng bụng chưa tính quai. Dòng bụng chưa tính quai là 29 cm. Cái ly gót này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000 bao ship ha. 850.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bàn ủi con gà nặng 1,5 kg, 1,6 kg ha. Đây, tất cả đều bằng đồng trừ cái cán cầm này là bằng gỗ, còn như bằng đồng hết trơn các anh chị. Đây, bàn ủi con gà rất là quen thuộc với nói chung là người dân Việt Nam mình. Đây, nó nhiều lỗ này, 1 lỗ 2 lỗ 3 lỗ 4 lỗ 5 lỗ 6 lỗ 7 lỗ, bên đây 7 nó là 14 lỗ. Đây, cái bàn ủi con gà bằng đồng này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu bao ship. 1 triệu bao ship ha các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và các bác hai cái mỏ chuông đồng chuẩn xưa.
hai cái mỏ chuông đồng này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 400.000 bao ship thôi, 400k cho cái hai mỏ chuông đồng như thế này. Đây, đây tình trạng là đẹp hết các anh chị, 400k giá rất là dễ chơi luôn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là thêm một cái hộp phán đồ Minh hoặc là đồ Tống vớt biển, bao các anh chị là chuẩn đồ ha. Những cái hộp phán này lâu lâu em mới mua được cái ha các anh chị, hàng này là hàng vớt biển ha các anh chị. Đây, bao các anh chị thứ nhất là chuẩn cổ ha, to, hai là hộp phán này rất là to luôn. Chiều cao của cái hộp phán này rơi vào là 6 cm, đường kính rơi vào là khoảng 9.5 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850.000 bao ship. Đây, những cái này thì đã mua rồi, mua cũng phải 600.000 các anh chị, chừng nào mua nguyên luôn cái cũng phải 5 xị. Đây, 850.000 bao ship đến các anh chị ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái bộ trà Trung Quốc xuất Nhật luôn. Đây, cái bộ trà này các anh chị vô Vinh Bảo Đại là Vinh Ba trên Đà Lạt là có thể thấy một bộ như thế này, y chang không khác gì hết trơn. Và chưa có thể, chưa chắc đẹp bằng bộ của em. Nhưng mà bộ của em thì nó có bình tình, cái dĩa nguyên, ba cái chung nguyên mà cái bình trà là cái dồi dán lại các anh chị, cái dồi dán lại ha, tích là hồng lâu mộng. Đây, trên Vinh Bảo Đại á các anh chị, Vinh Bảo Đại là màu xanh, còn của em là màu tím ha các anh chị, màu tím hoặc là người ta gọi là cái màu này là màu màu tím cánh sen, màu tím cánh sen hả các anh chị. Chỉ có cái bình này là bị tình trạng là cái dồi dán lại thôi các anh chị, nhưng vẫn xài bình thường, còn chung đồ còn nguyên hết trơn luôn, chung đồ còn nguyên hết trơn luôn. Đây, nguyên bộ đó là vậy nha các anh chị, chứ không phải thiếu chung nha. Đây, cái dầm đó là các anh chị, lỗi cái dầm không là cũng đủ tiền rồi. Đó, nội cái dầm không cũng đủ tiền hả các anh chị. Tích là hồng lâu mộng, hàng là Trung Quốc xuất Nhật ha các anh chị. Đây, cái bộ trà này xin giao lưu đến các anh chị mà cô bác với giá là 2 triệu bao ship đến các anh chị ha. 2 triệu bao ship, có dồi gắn lại ha. Cái này em báo gõ tình trạng trên clip ha các anh chị. Tiếp đến xin giao lưu đến các anh chị là bộ máy chầu. Đây, cây này cây đinh bằng đồng hồi xưa, người ta làm là cái cây dầm luôn, làm là cây dầm chầu. Đây, cái này cái ống ngoáy các anh chị, cái ống ngoáy tắt nguyên bộ này xưa hết trơn luôn. Nguyên bộ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship ha. Nguyên cái bộ ống ngoáy này cũng xưa, 500.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái nhạo Minh Phố chuẩn đầu 19 ha các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái nhạo mini, cái nhạo rượu mini, đồ này đồ thành phố chứ phải đồ Minh Phố, chuẩn đầu 19 ha các anh chị, chuẩn đầu 19 trên 200 năm rồi. Tình trạng là lành đẹp hết trơn các anh chị, tình trạng là đúng rồi các anh chị ơi, lành đẹp nha, tình trạng lành đẹp 99%. Bao các anh chị chuẩn đồ thành phố ha, đồ chuẩn đầu 19, không có cuối 19 đầu 20 mà chuẩn đầu 19 luôn. Đây, cái nhạo này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2.4 triệu bao ship ha. 2.4 triệu bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị một cái gạt tàn đẹp xuất sắc luôn, một cái gạt tàn Nguyễn Huệ, một gạt tàn là của Nguyễn Tấn Đài, ngân hàng là Thương Tín Việt Nam, Tín Nghĩa chứ, ngân hàng Tín Nghĩa Việt Nam. Đây, đặc biệt con số 99999 luôn, Trường Phát, Trường Lộc, mãi cũ ha các anh chị. Đây, số 001 luôn là các anh chị, Nguyễn Tấn Đài, ngày 20 tháng 8 năm 1969. Đây, gạt tàn Nguyễn Huệ, tình trạng là lành đẹp 99%, rất là đẹp luôn, hiếm khi có những cái gạt tàn đẹp như thế này. Đây, đó, gạt tàn Nguyễn Huệ là một trong những cái gạt tàn rất là hiếm ha. Cái gạt tàn Trần Hưng Đạo màu xanh là không có hiếm bằng cái Nguyễn Huệ ha các anh chị. Đây, cái gạt tàn này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3 triệu bao ship đến các anh chị ha. 3 triệu, có mộc thiên thanh, rất là gõ luôn, 3 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái nhạo Nhật. Đây, một cái nhạo Nhật trong những cái ngày lễ đám cưới du quy đồ những ngày xưa là ưa thấy những cái món này là các anh chị. Mộc là mộc đỏ luôn, tình trạng là lành đẹp 100%. Nhạo Nhật nha các anh chị, một cái nhạo Nhật mini rất là nhỏ luôn. Cái nhạo Nhật này có tích là tích bông hoa không mà các anh chị ơi, tích bông hoa không, em cứ nghĩ là thượng cầm hạ thú thôi, đúng rồi, tích bông hoa. Đây, cái nhạo Nhật này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2 triệu bao ship đến các anh chị ha. Mini luôn nha các anh chị, 2 triệu bao ship, bao các anh chị là chuẩn xưa, mọc đỏ đại đầu. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bát nhang ha, một cái bát nhang gốm cây mai cuối đời lá thiêu đầu đời, cuối đời cây mai đầu đời lá thiêu ha. Cái này là trong những cái cuốn sách là cây mai hay lá thiêu là có hình nha các anh chị. Đây, tất cả là bông hoa đắp nổi từng phần luôn, đắp nổi từng phần luôn. Bao các anh chị là chuẩn cổ, tình trạng là bị vẩy nhẹ ở đây, bị vẩy nhẹ ở đây một tí. Đây, rất là đẹp ha. Cái bát nhang này bát nhang cao nha, chứ không phải bát nhang lùn nha các anh chị. Bát nhang lùn thì trên mạng nó bán 1 triệu 2 đầy, còn bát nhang này bát nhang cao ha. Hoa của em là hoa đắp nổi. Chiều cao rơi vào là 11 cm, chiều cao 11. Đường kính rơi vào là 15.5 cm. Đây,
Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu 8 bao ship ha, 1 triệu 8 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái, đây một cái chậu. Cái chậu rất là tuyệt vời luôn các anh chị. Đây. Bao các anh chị là rất là hiếm đồ luôn. Bây giờ em báo tình trạng trước đi. Đây tình trạng của nó bị vẫy ở đây ha. Bị vẫy cái mép ngoài ở đây. Đây bị vẫy đây, còn nhiều là làm đẹp hết trơn. Không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ hết trơn nha. Ở dưới đây là gông gieo, cái này em mới vừa mua chưa vệ sinh, bởi vì còn gông còn gieo ha các anh chị. Đây, đồ Sài Gòn ha anh chị. Đây, rất là đẹp luôn. Một trong cái chậu ra Sài Gòn rất là to ha các anh chị, to khủng luôn. Em xin đo kích thước và chiều cao, cái tích rất là hay luôn. Cái chậu này có đường kính là 33 cm, tài tài nha các anh chị, 33 là tài tài chứ không phải là 33 là chậm chạp đâu nha các anh chị. Mà 33 nó nhanh thiệt chứ nó không có chậm đâu nha. Chiều cao gơi vào là 25 cm. Chiều cao là 25 cm. Thì trên đây nó thể hiện chỉ có 24.8.9 thôi, nhưng em đọc là 25 cm. Đường kính 33, một cái đường kính rất là khủng hoảng nha các anh chị. Đây, tích là tích gì? Tích là chim chỉ hoa phụ dung hoặc là chim chỉ hoa mẫu đơn. Nhưng đặc biệt cái chậu này là hai con chim chỉ. Chậu đã có chim chỉ là đã hiếm rồi, còn này tới hai con rồi các anh chị. Mà đang đối với nhau luôn. Con này là con cái, con này là con đực ha. Con này đang đứng là ngắm con cái ha các anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Sau đây là một cái bụi lan, và sau đây mà có chữ hơi hiệu đề nữa, cái cũng tới tiền ăn luôn ha các anh chị, rất là đẹp. Báo với chị là chuẩn Sài Gòn không phải lá thiêu nha. Đây. Rất là đậm nha các anh chị. Cốt bán sứ nha các anh chị, còn nào cốt đắt mới là lá thiêu. Đây. Cái chậu này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 24 triệu bao ship đến các anh chị ha. 24 triệu, một cái chậu chim chỉ hoa phù dung. Hai con luôn nha các anh chị, này là tới hai con, một con bay và một con đậu. Đây, 24 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Tiếp đến, xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái đây. Một cái lồng ấp. Đồ này là đồ Huế chuẩn cổ ha. Hai quai còn nguyên. Đế là đế hoa văn luôn. Đế hoa văn có chữ luôn các anh chị. Mặt là mặt hậu phù đàng hoàng luôn. Một cái lồng ấp. Đây. Cái nói chung là cái lồng ấp này cũng có sự tích cho các anh chị em. Chút xíu em sẽ đăng lên Zalo của em và em sẽ ghi cái sự tích ra cho các anh chị xem. Là cái này là trong cái thọ đình hầu gì mà ở Hậu Giang hay là ở ngoài Kiên Giang á, là trong cái viện bảo tàng là có những cái lồng ấp như thế này. Nhưng mà bao các anh chị là không đẹp bằng cái lồng ấp của em đâu. Rất là đẹp luôn. Bao các anh chị là đồ Huế chuẩn cổ ha, trước 1945. Đây, đồ này đồ là quan lại vua chúa xài ha các anh chị, chứ không phải là đồ dân thường xài. Đây, cái lồng ấp này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2 triệu tư bao ship. 2 triệu tư bao ship đến các anh chị và cô bác. Món cuối cùng em xin lên cho các anh chị và cô bác đây là một cây đôn y lái thiêu. Đây, một cây đôn y lái thiêu các anh chị. Đây, nó nặng khoảng có 20 kg các anh chị. Một cây đôn y lái thiêu. Đây, cái này nó cũng phải màu vàng còn đế, màu cam cam, nâu nâu của các anh chị. Đây, cây đôn y lái thiêu mặt trái đào anh chị. Mặt trái đào, trái đào. Cây đôn y này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3 triệu bao ship đến các anh chị. Em chỉ còn một cây bán thanh lý, 3 triệu bao ship các anh chị, nặng lắm. Nội tiền ship không là mấy trăm ngàn các anh chị. 3 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. Đây, em xin cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác.